Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai mùng 7 tháng 5 trên kênh VTV Tiên. Quý vị và các bạn thân mến, thời tiết miền Bắc lúc này vẫn đang khá là dễ chịu. Tuy nhiên, trong ngày hôm nay, ở miền Bắc với mức nhiệt cao nhất trong toàn miền vẫn cao từ 30 cho đến 32 độ. Từ đêm nay trở đi, thời tiết miền Bắc sẽ có những thay đổi khi vùng hội tụ gió trên vùng Thượng Lào được thiết lập trở lại. Nó sẽ khiến cho khu vực phía Tây Bắc Bộ trời nhiều mây và có mưa vài nơi. Vì vậy, nhiều khả năng trong những ngày cuối tuần này, miền Bắc sẽ xuất hiện một đợt mưa dông mới trên diện rộng, lưu xuống miền Trung. Khu vực Trung Bộ cũng bắt đầu với ngày mới thời tiết nắng ráo, tuy nhiên cường độ nắng không mạnh. Nhiệt độ cao nhất trong ngày hôm nay, ngày mai ở tất cả các tỉnh, thành phố, vùng từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận, vẫn ở mức cao từ 30 cho đến 32 độ. Đến chiều và tối, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam đến Ninh Thuận, Bình Thuận sẽ có mưa rào và dông trở lại. Lưu xuống phía Nam, mưa dông cũng sẽ xuất hiện ở Tây Nguyên và Nam Bộ về chiều và tối nay. Trong đó, phần phía Nam của Tây Nguyên như các tỉnh Đắk Nông hay là Lâm Đồng trở xuống Nam Bộ, bao gồm các tỉnh Bình Phước, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai là những vùng có khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to và dông mạnh. Còn ban ngày, trên cả hai khu vực này trời vẫn có nắng với nhiệt độ cao nhất ngày ở Tây Nguyên phổ biến trong khoảng từ 28 cho đến 31 độ và Nam Bộ sẽ với mức nhiệt từ 31 cho đến 33 độ. Chỉ sang thời tiết trên biển, thời tiết trên các vùng biển đều khá tốt,